nước miếng như cái chim sống luôn thiệt không? Bây giờ tôi hỏi má này, giờ quý vị nhìn là cái trang phục này, rồi cái bóp mà sách kiểu vậy, quý vị đoán là như được gì trong nỗi nào không ạ? Hai luôn. Dây gì à? Trong vở gì à? Đỡ đỡ rồi, không có. Má thấy không, khán giả là thương má qua từng cái vai diễn như vậy, là vai diễn bà Hai Luôn nè, Lý Phu Nhân nè, rồi với mẹ cũng qua một lan nữa, nhiều vở hay lắm. Dạ má nói má cầm cao cao lên miếng cho mới nghe. Nhiều lắm nhưng mà bây giờ má không còn nhớ cái gì nhiều con ạ. Thì nói là quay cháu nó biểu má để ca bản lý bản gì đó, nhưng mà má hát má chửi má đánh đập ta không mà có đâu mà ca mùi. Biểu má chửi thì má chửi giờ nào cũng được, mà biểu ca thì má chửi luôn. Bây giờ quý vị khán giả muốn biết là đầu tiên khi mà má khởi nghiệp đi hát là má đã đóng vai mụ lặng rồi đóng vai đọc luôn vậy luôn, hay là trước đó má còn đóng những cái vai khác nữa? Hồi trước thì má đóng vai đào thương con à, má đi tranh phong kim cương đó, rồi lúc đó hai em còn nhỏ là Ngọc Phương Ngọc Lan, má phải hát đào mùi. Sau này về thủ đô đó, má nhường cái đào mùi để cho Ngọc Phương, má làm lại mụ lặng và mụ độc. Rồi má đóng vai độc và vai ác á, có nào nó bị khán giả người ta ghét nó không? Trời ơi, ăn bùi bắp nó chứ ghét gì quá. Ở dưới nhà má vừa ăn cái ba mẹ tỷ già kìa. Trời ơi, trời ơi, có má có chạnh lòng không? Má tự nhiên hát, tự nhiên chửi à. Mình vậy mà nếu mà mình hát hợp tật thì làm sao được con? Rồi kế bên mình ta diễn được. Còn thấy ông má cầm cái video mà má không á. Thầy đối với ông có hát như thầy. Đó là đem video đây rồi hát. Đem hát. Để cái tay này để đánh má. Đúng không? Bó tay bó chân má rồi đó. Nói chung là thưa quý vị là nói về nghệ sĩ Kim Giác thì nhiều cái giai thoại về cuộc đời nghệ sĩ Kim Giác lắm. Mà giờ con hỏi má nè. Sao con? À, má kể chuyện tình yêu của má với lại nghệ sĩ ưu tú Hoàng Giang. Trời ơi, má yêu thương ổng là do cái nghề hát ổng thôi. Chứ mà ổng đẹp trai quá hả? Cũng có biết chút. Cũng có chút mà thương cái nghề ổng thôi. Ở với ổng rồi, má dẹp má là Kim Giác. Dẹp tự ái của mình để lo phụng sự cho chồng. Chứ nếu mình còn cái gì nữa là không bao giờ ở với ổng được. À, có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là khi là hai người nghệ sĩ mà người ta đến với nhau thì ai cũng có một cái tôi, ngoài cái tôi của bản thân mình còn cái con của nghệ sĩ với cái danh tiếng mình nữa, mà má đã dẹp bớt đi là nghệ sĩ Kim Giác để mà lo cho bác Hoài Giang. Nhưng mà con nghe nói là lúc mà đoàn khi mà má hát cái đoàn nhân công thành phố đó thì dường như là nó là nhưng mà khi mà má với là bác Hoài Giang là cũng lớn tuổi rồi, và bây giờ má vẫn còn tắm cho bác Hoài Giang nữa, có không? Trời ơi, con ơi, ổng sốc xô nước, ổng ôm đau lưng. Đó, thì lúc đó là giếng không à, chứ đâu mà có nước bơ, nước mái như bây giờ đâu. Rồi má phải tách nước giếng lên cho ổng tắm nha. Rồi ổng tắm, rồi mình gội đầu, rồi mình kỳ lưng nữa. Bữa đó con của Thợ Miêu là mẫu. Nó nói, trời đất ơi, ông ba Hoàng Gia được bà Kim Giác tắm kìa. Trời ơi, mắc cỡ cũng chết. Mình biết rồi, có ba Hoàng Gia là em bé Hoàng Gia. Em bé Hoàng Gia có bà Kim Giác tắm. Rồi bây giờ bác ba mất đã bao nhiêu lâu rồi? 8 năm rồi con. 8 năm rồi mình không được tắm, không được kỳ trọ gì nữa rồi. Mình cảm thấy buồn không? Buồn lắm con. Nhưng mà nơi má gửi má đi á, thôi xin má đi nghe con. Dạ. Là má đi chùa, má lại Phật chứ lên chùa nghệ sĩ đó là ra mộ ổng. Má có nói, ông ơi 8 năm rồi, tôi hết chịu đựng nổi rồi. Tại sao ông không đem tôi đi? Ông hứa là ông đem tôi đi mà sao ông không đem? Buồn lắm con ạ. Nhưng mà nhờ ơn trên trời Phật thì má mới giải thay được thôi con ạ. Bởi bây giờ má 60-70kg mà giờ còn bốt mấy. Con thấy là nó giận dữ lắm. Mà nhờ cái thứ hồi xưa là hơi có phá tí xíu, phần vai là để hát không đúng không? Đúng. Là trong những cái vai diễn mà má thường diễn vai đọc, vai lỏng trên sân khấu á, thì má có nhớ những cái vai diễn là qua cuộc đời của má đi hát tích lũy được những vai gì? Nhớ cho con, nhớ cho mà vai đầu tiên má đóng vai lòng. Vai đầu là lúc đó là má đóng tổ
hội của ai bên đoàn thủ đô mới đóng giải độc đó. Trời trời nhiều lắm. Nó mới nhiêu tuổi bắt đầu đóng giải độc bao nhiêu tuổi? Nó mới có hai mấy tuổi à, hai ba tuổi à. Hai mấy tuổi rồi đóng giải độc mà không thà không sợ gì ấy chồng hay sao? Ế đâu có bằng giam theo đâu mà ế. Kính thưa quý vị, và có một cái thông tin nữa là khán giả mặc dù là đến với phòng trà tiếng xưa bằng cái tình thương của quý vị khán giả rồi, mà con được biết là trong đây là nhiều những người cũng là tên tuổi lắm, là thương những nghệ sĩ mà lớn tuổi mà đến với đây. Và ví dụ như thấy là góc kia là có ca sĩ Quốc Đại nè, đó bên đây là có MC nổi tiếng Hồng Phượng của HTV nè, ở phía dưới cũng có đạo diễn Khang nữa nè. Đó mà má nói là, con hỏi là má ở nhà 8 năm vậy đó, má không tham gia nghệ thuật, má có buồn không? Con hỏi là má có được mời đi đóng phim không? Thì lúc đó má trả lời là... Là có một lần má đóng phim phóng sanh thôi con à, rồi sau là má nghỉ luôn. Vì thì má thấy sao mình hát thấy dở quá, thành má không hát nữa những gì hết trơn. Còn má đến sân khấu thì má thấy má buồn quá. Khi mà vợ chồng ở 40 năm sướng khổ với nhau, nghèo cũng có mà khi sống được cũng có, mà giờ bỏ ông ra đi, má tới đó là má khóc, khóc dữ lắm con ơi, mà khóc trong lòng chứ không dám nói thành, má không có nhận cái đường gì hết, giàu ít giàu nhiều, má tục má ăn thận ở nhà con ạ. Giờ bây giờ má có thể diễn lại một cái lớp diễn mà má thích nhất để cho quý vị khán giả đây thưởng thức. Khỏi ca cũng được, má nói là má chỉ đóng đào lòng, không có ca nhiều. Bây giờ má diễn thôi. Má diễn. Má diễn quý vị yêu cầu về dây diễn nào thì má sẽ diễn dây diễn đó nha. Hay sao? Vì đó má không dám nói vậy. Diễn cái dây nào mà chửi nhiều ha. Chửi nhiều được, làm cho ta tan nát gia đình là má quá. Thì quý vị sẽ yêu cầu là nghệ sĩ Kim Giác diễn dây nào à? Là giai diễn mà khi mà má về đời Cải Lương Thanh Minh thì bây giờ má có thể diễn lại giai này đọc diễn mình được không? Không được, con mới được. Giờ con làm cái gì? Làm cha con Hương. Con không có quá trang gì có mặt. Thôi vậy được, mà. Con ơi cái lời nói rồi cái con Hương má cái diễn bị má quen là cái đọc đội với nhau. Bây giờ một mình má đâu có biết được, chứ ta ca giọng cổ, ta ca mình. Còn mình hát thì phải có chung người này kia mới hát được con à. Thôi con thân cảm, con thấm mình má chút xíu đi. Rồi bây giờ ở dưới là chúng ta thấy là có là Thu Dân nè, có Nhã Thi nè, có Hà Dư nè, có nghệ sĩ còn thương nữa, giờ ai xung phong đóng vai vai côn the. Dạ. Em hơi biết vài câu thôi, bây giờ con sẽ phụ má cái vài the tí xíu để chồng ma đánh. Rồi bây giờ con nói má nó nghe giờ. Cái gì đây, đại thái tưởng tượng đây là nhà của con, giờ má đi xuống dưới đi, má đi ra ngoài đầu làng đi, rồi đi ha, đi xa xa nha, đi cha con tâm sự một chút hãy vô nghe, nhớ cầm video sát miệng chữ tao mới nghe, rồi biết rồi, chúng ta dành ra hốt tay với nghệ sĩ Kim Giác đây bà hay luôn, trời đất ơi, ủa thế à? Dạ thưa ba. Con mới về hả con? Dạ con mới về. Bà thân. Ba khỏe không ba? Ba khỏe thôi, giờ vô tắm rửa đi ra ăn cơm với ba. Dạ. Vậy là đi vô tắm đi con. Vâng. Ôi đâu rồi? Ba đủ cha mày đâu rồi? Trời ơi. Tức quá rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bà ở đâu đây? Ai đây? Đi kiếm mồ chứ đi đâu? Đây. Trời ơi. Khoan, bây giờ tôi hỏi bà nè. Bà là ai mà bà tìm ai? Bà là ai? Hỏi tôi là ai hả? Hỏi bà hai lúc là biết liền nè. Danh tiếng nó trển qua từ cậu cảnh tới chợ Sài Gòn ai cũng biết tôi. Trời đất ơi, dữ vậy ha. Trời ơi, danh tiếng mà. Vậy hả, đâu vậy? Ở đây đâu có ai định vương bông gì đâu mà bà đi tìm. Dạ đây ba. Dạ bà ấy tìm con đó ba. Trời ơi. Đó, đó là con Hương đó. Mày có cái tên Hương hồi nào vậy the? Dạ con. Dạ, bà ơi. Bà thông cảm giùm con nha. Trước khi con về đây con có nói với cậu Năm á là con sẽ gửi tiền cho bà, con trả cho bà hết, con không có thiếu nợ bà nữa đâu bà. Thôi thôi đi con ơi, đừng hứa nữa. Hứa biết bao nhiêu lần thằng Năm đổ rác đó là gì của tôi đâu mà hứa là đưa nó gửi cho con. Bà ơi, bà thông cảm giùm con. Không, con hứa là con trả. Không, dạ, con hứa là con không.
bà nói nó dối gạt, dối cha, dối mẹ vậy con tôi nó ngoan, gia đình gia giáo mà nghe bà. Gia giáo cái đắc ứng nè. Tôi hỏi ông nè, ông mỗi tháng ông có lãnh tiền không? Của nó gửi về không? Thì con tôi làm hãng xưởng cho nó gửi tiền về cho ba má nó mà. Dám đầu tiền của tôi đó. Tiền của tôi nó mượn nó gửi về cho gia đình nó ăn chồng đó. Thôi, ông lại bà. Bà nói gì mà tôi không hiểu gì mà tiền bà. Không hiểu à? Tôi hỏi ông nói con làm hãng xưởng đàng hoàng phải không? Ông ơi, hãng xưởng gì làm đi có đàng hoàng không? Bà nói làm đi. Bây giờ má là bà hay lung mà má hiền mà má nói nó nhẹ tí xíu được không? Được. Thì thử đi. Chứ chuyện này không biết con làm gì không? Con má nó điều kiện tí xíu rồi mình sẽ giả thử chứ. Thử phải không? Dạ. Má nói chỗ lớn định nè. Rồi. Má đương tụng kinh phải không? Rồi. Bà nói cái ghẹo hoài. Má mới nói, dạ con xin trời Phật thông bà ở nhà đi. Làm ơn cho con nghỉ giải lao cho phút. Để con chửi thằng chó. Bây giờ con nghe nói là bây giờ má đưa cái bóp cho con nè, đưa micro con rồi con nghe nói hồi xưa má có gốc là hát bội đúng không? Phải rồi, ông già của má là xuất thân là hát bội, má cha mẹ là hát ba đời, má sinh cũng ở trong đồn hát đó con ơi, nghệ sĩ mà không có gì. Nhưng bây giờ sao con? Bây giờ má đi một vài bộ với trời ơi được con ơi, má vừa bước là té liền nè. Không, bây giờ không đi đầu võ mà đi đầu văn. Đầu giá hát bội dễ lắm con. Dễ, rồi đi kích kinh kinh xa xa chuẩn bị 2, 3. Con làm tới đâu nè. Điêu thuyền. Đúng ai chị ơi. Má xin đi, má đi không có được đâu. Thôi cho má xin đi con. Thôi vậy đi đầu hối đi. Kính thưa quý vị, chỉ một vài cái khoảng ngắn để chúng ta tâm sự với nghệ sĩ Kim Giác. Mặc dù là nghệ sĩ Kim Giác năm nay là 76 tuổi rồi, không còn hoạt động nghề nữa. Những cái vai diễn của bà thì thường là nằm trong cái ký ức thôi. Tình yêu này không thuộc với một câu hát. Dạ, và chỉ thuộc chửi thôi. Dạ, thì giờ má không muốn nói gì nữa với quý vị khán giả thân thương không? Quý vị là muốn là má cầu ơn câu với dầu cũng được đấy. Thôi thì má giờ không biết nói gì. Má cảm ơn quý vị nay mới đến cùng đà cũng xưa để gặp quý vị. Không biết lần này là còn có lần nào nữa hay không. Thôi thì má cảm ơn quý vị. Thôi chứ má không biết nói gì nữa đâu con ơi. Đây, hai bạn. Xin mời mặt quý vị. Kính thưa quý vị và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, con xin chúc má được dồi dào sức khỏe và hy vọng rằng là khi mà chúng con có những cái chương trình chúng con tổ chức thì chúng con sẽ mời má, thì lúc bây giờ hy vọng là lúc nào mà cũng vẫn tràn đầy sức khỏe để mà cùng tham gia với những nghệ sĩ có thể sau này. Má cảm ơn con lắm. Bữa nay mà má hát được là nhất là má nhờ con. Má nhờ con để con cận con phụ diễn với má. Không có con thì má hát cũng không được đâu. Vì vậy nó có tâm trí thì cũng có tài luôn. Biết chửi ai giờ, phải có tâm trí thì mình mới chửi được. Phải không? Ông già ăn hơn. Cảm ơn con. Tôi vừa giữ lên trên hôm nay, mình chia ra những sự chia giác.